quý vị và các bạn, ở nơi xa xôi của Tổ quốc, quần đảo Trường Sa, một huyền đảo của quê hương, nằm giữa bốn bề trùng khơi sóng gió, nơi các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ. Và đến với nơi đây, giữa biển trời mênh mông, ai cũng có thể cảm nhận được những vẻ đẹp của một làng quê Việt Nam. Trong chuyến viếng thăm quân và dân Trường Sa vào tháng 4 năm 2013, nhà thơ Nguyễn Thành Phong đã có chùm thơ xúc động về Trường Sa. Và bắt gặp dòng cảm xúc đó, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo, tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như Làng Quan Họ Quê Tôi, Khúc Hạc Sông Quê, Đôi Mắt Đỏ Ngang, v.v. đã phổ nhạc thành công ca khúc mới mang tên Trường Sa Làng Ta. Và trong chương trình tác phẩm mới hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn ca khúc Trường Sa Làng Ta. Dưới bóng phong ba dịu dàng trên cửa nhà, đàn gà vừa ấp trứng, đàn lợn mới sinh con. Ngồi dưới bóng phong ba, bóng cơn mưa mau về, để mùa gieo hạt giống, rau đậu xanh màu quê. Ơi Trường Sa, Trường Sa, Trường Sa làng ta, nghe tiếng gà gọi sáng, nghe tiếng bò gọi đêm. Ơi Trường Sa, Trường Sa, ơi Trường Sa làng ta, xôn xao con sóng bạc kể chuyện làng Trường Sa. Đạo đã tiếng chuông ngân giữa mênh mông biển trời, cuộc đời người chiến sĩ nồng nàn dân mơ quê, cùng hát với nhau nghe câu ca sao của mẹ, gọi làng gieo mùa mới xanh tình yêu đạo xa. Ơi Trường Sa, Trường Sa, Trường Sa làng ta, mong gió lành ngày nắng, trong sóng hiền ngày mưa. Ơi Trường Sa, Trường Sa, ơi Trường Sa làng ta, nghe con tim mãi gọi chuyện làng mình Trường Sa. Trường Sa, Trường Sa, Trường Sa, Trường Sa, xôn xao con sóng bạc kể chuyện làng Trường Sa. Trường Sa, Trường Sa, Trường Sa, Trường Sa, xôn xao qua sóng bạc kể chuyện làng Trường Sa. Biển đảo viết về Trường Sa thì cũng đã có khá nhiều bài hát, có những bài hát rất hay. Nhưng mà gần đây tôi đọc được một bài thơ của nhà thơ Nguyễn Thành Phong sau khi anh đi thăm đảo Trường Sa về. Đấy là một bài thơ tôi thấy có một cái tứ rất là độc đáo. Bài thơ có tên là Trường Sa làng mình. Và tôi nghĩ đến cái văn hóa làng ở Việt Nam, ở ngay giữa cái đảo Trường Sa. Tôi nghĩ nếu mà ở đấy đã có chùa rồi, có trường học rồi, và nếu mà có một cái đình làng, một cây đa, cái bến nước, các cái thứ gì, thì cái văn hóa làng nó xuất hiện ở một cái hòn đảo nơi xa xôi của Tổ quốc là rất là tuyệt vời. Không chỉ là khẳng định chủ quyền, mà còn nói lên một sức sống của người Việt, nói lên một sức sống của cả một dân tộc ở giữa đảo khơi, xa xôi, mênh mông như thế. Và sau khi đọc bài thơ ấy thì tôi nghĩ tới một bài hát. Nhưng mà tôi không đề là Trường Sa làng mình, mà tôi
muốn lấy một cái tên khác. Đấy là Trường Sa Làng Ta. Trường Sa Làng Ta nó vừa có cái tính âm nhạc, cái vần A nó âm vang, Trường Sa Làng Ta. Và cái làng ta nó cũng là rất là thân gần. Nó cũng khẳng định một cái gì của chính chúng ta đã làm nên trên cái hòn đảo này. Bài hát thì tôi cũng viết nhanh, viết rất là nhanh. Bởi vì cái cảm xúc, tôi cũng là một nhà văn trong quân đội trước đây. Và tôi cũng đi đảo rất nhiều lần. Đi những cái hòn đảo ở phía Bắc, những hòn đảo ở phía Nam, những hòn đảo ở miền Trung. Và những cảm xúc đối với người lính, đối với biển đảo, nó vẫn còn ấm áp ở trong mình. Và nhờ thế, cái bài hát Trường Sa Làng Ta đã ra đời. Trường Sa, ơi Trường Sa là ta, xôn xao con sóng bạc kể chuyện làng Trường Sa. Đảo đá tiếng chuông ngân giữa mênh mông biển trời, cuộc đời người chiến sĩ nồng nàn dân mơ quê, cùng hát với nhau nghe câu ca sao của mẹ, gọi làng gieo mùa mới xanh tình yêu đảo xa. Ơi Trường Sa, Trường Sa, Trường Sa làng ta, mong gió lành ngày nắng, trong sóng hiền ngày mưa. Ơi Trường Sa, Trường Sa, ơi Trường Sa làng ta, nghe con tim mãi gọi chuyện làng mình Trường Sa. Trường Sa, Trường Sa, Trường Sa, Trường Sa, xôn xao con sóng bạc kể chuyện làng Trường Sa. Trường Sa, Trường Sa, Trường Sa, Trường Sa, xôn xao qua sóng bạc kể chuyện làng Trường Sa. Tôi viết một cái bài hát này thì tôi cũng nghĩ đến viết cho những cái người lính hát. Và một cái thứ âm nhạc nó khỏe khoắn, nó trong sáng, nhưng mà cũng đầy cái chất trữ tình. Nó là tiếng của sóng, tiếng của con người lao động xây dựng. Và cái bài hát này thì về khúc thức nó cũng đơn giản, nó là một cái đoạn A rồi đến một đoạn B, và tôi có thêm mấy cái nhịp kết để cho nó tạo nên một cái sức sôi động. Và đây là một bài tôi viết cho song ca, cho nên là nó cũng có cái sự đối đáp. Ví dụ tôi viết cái chủ đề mà được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần: ngồi dưới bóng phong ba, dịu dàng chuyện cửa nhà, đàn gà vừa ấp trứng, đàn lợn mới sinh con. Tức là một cái thứ âm nhạc nó rất gần gũi với người lính, gần gũi với những người nông dân và gần gũi với tất cả mọi người chúng ta.
dưới bóng phong ba díu gian chuyện cửa nhà, đàn gà vừa ấp trứng, đàn lợn mới sinh con. Ngồi dưới bóng phong ba, bóng cơn mưa mau về, để mùa gieo hạt giống, rau đậu xanh màu quê. Ơi Trường Sa, Trường Sa, ơi Trường Sa là ta, nghe tiếng gà gọi sáng, nghe tiếng bò gọi đêm. Ơi Trường Sa, Trường Sa, ơi Trường Sa là ta, xôn xao con sóng bạc kể chuyện làng Trường Sa. Đạo đã tiếng chuông ngân giữa mênh mông biển trời, cuộc đời người chiến sĩ nồng nàn giấc mơ quê, cùng hát với nhau nghe câu ca sao của mẹ, gọi làng gieo màu mới xanh tình yêu đạo xa. Ơi Trường Sa, Trường Sa, ơi Trường Sa là ta, mong gió lành ngày nắng, trong sóng biển ngày mưa. Ơi Trường Sa, Trường Sa, ơi Trường Sa là ta, nghe con tim mãi gọi chuyện làng mình Trường Sa. Đạo đã tiếng chuông ngân giữa mênh mông biển trời, cuộc đời người chiến sĩ nồng nàn giấc mơ quê, cùng hát với nhau nghe câu ca sao của mẹ, gọi làng gieo màu mới xanh tình yêu đạo xa. Ơi Trường Sa, Trường Sa, Trường Sa là ta, mong gió lành ngày nắng, trong sóng biển ngày mưa. Ơi Trường Sa, Trường Sa, ơi Trường Sa là ta, nghe con tim mãi gọi chuyện làng mình Trường Sa. Trường Sa, Trường Sa, Trường Sa, Trường Sa, xôn xao con sóng bạc kể chuyện làng Trường Sa. Trường Sa, Trường Sa, Trường Sa, Trường Sa, xôn xao qua sóng bạc kể chuyện làng.